À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với khóa học chữa câu hỏi trong các bài học thuộc bộ môn lịch sử lớp 10, bộ sách Chân trời sáng tạo. Trong video bài học ngày hôm nay, cô sẽ cùng đồng hành với các em để chữa các câu hỏi trong bài học thuộc chương 2, một số nền văn minh thế giới thời kỳ cổ trung đại. Chúng ta sẽ cùng chữa các câu hỏi trong bài 5, khái quát lịch sử văn minh thế giới cổ trung đại. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng chữa câu hỏi trong phần 1, khái niệm văn hóa, văn minh. Câu hỏi 1, trang 23, em hãy trình bày khái niệm văn minh. Ở câu hỏi này, chúng ta sẽ cùng trả lời như sau. Về khái niệm văn minh là trạng thái tiến hóa, phát triển cao của nền văn hóa và đối lập với nó là dã man, nguyên thủy. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng chuyển sang câu hỏi 2, trang 23. Em hãy cho biết sự khác nhau giữa văn minh và văn hóa. Ở câu hỏi này, chúng ta sẽ trả lời như sau. Thứ nhất, sự khác nhau thứ nhất về nhận diện. Đối với văn hóa là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong lịch sử. Còn đối với văn minh là bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo ra trong giai đoạn phát triển cao của xã hội. Về đặc điểm, đối với văn hóa xuất hiện đồng thời cùng loài người, còn đối với văn minh xuất hiện khi nhà nước và chữ viết ra đời. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng chuyển sang trả lời câu hỏi trong phần 2, khái quát lịch sử văn minh thế giới cổ trung đại. Chúng ta cùng trả lời câu hỏi trong trang 26. Dựa vào sơ đồ trong hình 5.4, em hãy trình bày những nền văn minh tiêu biểu trong tiến trình phát triển của văn minh thế giới cổ trung đại. Chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi này như sau. Vào khoảng 3.200 năm đến năm 30 trước công nguyên, văn minh Ai Cập cổ đại. Giữa thiên niên kỷ thứ 3 trước công nguyên đến năm 1857, văn minh Ấn Độ cổ trung đại. Vào khoảng thế kỷ thứ 21 trước công nguyên đến năm 1911, văn minh Trung Hoa cổ trung đại. Khoảng cuối thiên niên kỷ thứ 3 đến năm 476, văn minh Hy Lạp La Mã cổ đại. Thế kỷ 15 đến thế kỷ 17, văn minh Tây Âu thời Phục Hưng. Chúng ta cùng chuyển sang trả lời câu hỏi trong phần luyện tập và vận dụng trong trang 26. Luyện tập trang 26, vì sao chữ viết là một trong những thành tựu tiêu biểu và sớm nhất của văn minh nhân loại? Ở câu hỏi này, chúng ta cùng trả lời như sau. Chữ viết là một trong những thành tựu tiêu biểu và sớm nhất của văn minh nhân loại vì chữ viết phản ánh trình độ tư duy cao của con người. Nhờ có chữ viết, việc ghi chép lại tri thức, thành tựu văn hóa trở nên dễ dàng hơn. Từ đó, thế hệ sau có thể hiểu hơn về lịch sử và văn hóa của nhân loại. Chữ viết đã đặt nền tảng cho sự phát triển chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa, nghệ thuật của văn minh nhân loại. Tiếp theo, chúng ta cùng trả lời câu hỏi vận dụng trang 26. Hãy tìm hiểu và trình bày về một kỳ quan thế giới cổ trung đại mà em yêu thích trong hình 5.5. Chúng ta cùng trả lời câu hỏi này như sau. Chúng ta cùng giới thiệu về Kim Tự Tháp Kheops. Kim Tự Tháp Kheops là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại, còn được gọi là Kim Tự Tháp Giza hay Khufu. Kim Tự Tháp được xây dựng vào khoảng thời gian từ năm 2580 đến năm 2560 trước công nguyên. Khi mới hoàn thành, công trình này có chiều cao 149,6 m. Theo ước tính, Kim Tự Tháp Kheops được xây từ 2,3 triệu khối đá với tổng trọng lượng lên tới 5,9 triệu tấn. Dựa trên các tài liệu cổ và dựa trên ước tính khoa học cho biết, để có thể hoàn thành Kim Tự Tháp này, số lượng nhân công dao động từ khoảng vài chục nghìn cho đến cả trăm nghìn người làm việc liên tục và theo ước tính phải mất khoảng 20 năm để xây dựng xong một Kim Tự Tháp. Điều này đồng nghĩa với việc có rất nhiều những Kim Tự Tháp tại Ai Cập được xây dựng cùng một thời điểm để tiết kiệm thời gian. Các nhà nghiên cứu khám phá về Kim Tự Tháp Ai Cập cũng đã chỉ ra rằng Kim Tự Tháp Kheops và nhiều kim tự tháp khác đã được xây dựng trong thời gian rực rỡ nhất của nền văn minh Ai Cập thời cổ đại. Đây cũng được đánh giá là
cấu trúc nhân tạo tráng lệ nhất trong lịch sử loài người và tồn tại bền vững cho đến hơn 4.000 năm sau. Kim tự tháp Keops nói riêng và các kim tự tháp khác tại Ai Cập nói chung được xây dựng từ các khối đá thiên nhiên nguyên khối, hoàn toàn không sử dụng các vật liệu liên kết như cách chúng ta dùng xi măng trong công nghệ xây dựng hiện đại. Các khối đá khổng lồ có khi nặng hàng chục tấn được đẽo gọt và ghép lại với nhau vô cùng vững chắc, hoàn hảo, trường tồn với thời gian và được liên kết với nhau hoàn toàn dựa trên trọng lượng của chúng. Loại đá này không phải được lấy ngay ở gần kim tự tháp, mà một số trường hợp phải được vận chuyển từ những địa điểm cách xa nơi xây dựng hàng trăm, thậm chí hàng ngàn km. Và cách mà những người Ai Cập cổ đại vận chuyển những tảng đá nặng hàng tấn này vào những vị trí chính xác để hoàn thành kim tự tháp hiện còn là điều bí ẩn. Bên cạnh kim tự tháp là bức tượng nhân sư huyền bí, tượng trưng cho trí tuệ và sức mạnh quyền lực của các pharaoh. Hình ảnh kim tự tháp và tượng nhân sư trở thành biểu tượng cho văn minh Ai Cập tồn tại mãi với thời gian. Cho đến ngày nay, kim tự tháp Keops là một trong những công trình cổ nhất và duy nhất còn tồn tại trong số 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Các em lưu ý, đây chỉ là câu trả lời mang tính tham khảo và trong câu hỏi này chúng ta sẽ trình bày theo quan điểm cá nhân. Đến đây cô xin được kết thúc bài học của chúng ta tại đây. Chúc các em thông qua video bài học này sẽ giúp cho các em đạt được kết quả cao trong môn lịch sử. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video bài học tiếp theo. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.